Thưa quý vị và các bạn, tại một số địa phương vùng trọng điểm trồng vải như Hưng Yên, Bắc Giang, nông dân đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch quả. Sản lượng năm nay ước đạt trên 100.000 tấn, trong đó khoảng 1/3 sản lượng sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Những ngày này, các đơn vị chức năng của tỉnh đang tăng cường phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để trái cây này thông quan thuận lợi. Ngay sau khi vận chuyển lên tới cửa khẩu quốc tế Lào Cai, quả vải thiều sẽ được hỗ trợ tối đa trong cái việc mở tờ khai hải quan, được bố trí phân luồng phương tiện nhằm sao để mặt hàng trái cây này sẽ được xuất khẩu ngay trong buổi sáng. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu sang bên kia biên giới. Từ phía bên nước xuất khẩu, nó đã phải đảm bảo an toàn mọi điều kiện để khi sang đó nó không tránh gây ách tắc và tránh mất cái thời gian kiểm tra lâu. Nên là cái rủi ro về chất lượng quả vải và cái thời gian thông quan và bán hàng và giải phóng hàng ở bên phía nước bạn là tôi thấy năm nay nó cũng nhanh hơn rất là nhiều. Tôi đã sắp xếp các cái vị trí và cán bộ chiến sĩ để điều tiết các cái phương tiện đi theo cái luồng dành riêng cho vải thiều, đảm bảo vải thiều là được ưu tiên xuất khẩu sớm nhất so với các hàng hóa khác. Xác định ngay là những cái điểm nghẽn của những năm trước thì sẽ không trở thành điểm nghẽn của năm nay. Những vấn đề gì mà bất cập thì cũng đã cơ bản được giải quyết. Và cái tình trạng phân luồng, luồng xanh, luồng ưu tiên là hiện nay là cũng đã được giải quyết rồi. Cái việc là phối hợp với các cái vùng nguyên liệu đã có những cái kịch bản, có các tình huống. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức làm sao cho một cách thuận lợi mà nhanh chóng nhất.